Liên hoan ảnh nghệ thuật đồng bằng sông Cửu Long năm 2024 diễn ra rất đông vui. Đây là tác giả đạt huy chương vàng, tác giả Trương Phú Quốc. Phải nói đây là một ngày hội tụ của tất cả anh em đồng bằng sông Cửu Long, là một trong những liên hoan được đánh giá là đông người xem nhất, với chủ tịch hội đồng giám khảo là nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Phong, Trương Hữu Hùng, Ngô Quang Phúc, anh Bá Hảo và Dũng Nguyễn. Gần như các tỉnh đều tụ họp đầy đủ ngay đêm trước. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Vinh Hiển, quê Vĩnh Long, tỉnh Đăng Cai, do đó đã mời tất cả anh em đồng bằng đến để tham dự một buổi anh em quen gọi là nhóm họ trước ngày cưới. Thật vui. Đây tác giả Trương Minh Điền với huy chương bạc, là một người cũng thường hay đoạt giải và một nhân vật cũng khá mới. Và cũng rất vui khi nghệ sĩ nhiếp ảnh Thu Đông, chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Việt Nam, một người chủ tịch nữ đầu tiên của Việt Nam cũng như một người đồng bằng lần đầu tiên được tham gia là chủ tịch hội, cũng đã đến tham dự trao giải. Vì sao? Vì cô là người đồng bằng quê Bạc Liêu, và đây là cơ hội để cô về quê gặp gỡ các đồng nghiệp, các anh em. Từ những cuộc chơi thi, cuộc chơi ở đồng bằng sông Cửu Long và có nhiều kỷ niệm ở tỉnh Vĩnh Long và các tỉnh Đăng Cai khác. Năm nay thì Tiền Giang lại không được giải gì cả, chỉ được hai giải marathon. Thành thử anh em sẽ quyết liệt sang năm. Đây là cái tác phẩm Sông Cầu Trên Mây của Nguyễn Quốc Anh, Vĩnh Long, được giải nhất cuộc thi của tỉnh Vĩnh Long. Rất nhiều hình ảnh của anh em, tôi chỉ sưu tập ở trên face của anh Khánh Long. Rất tiếc là các bạn, tôi tìm rất nhiều cái tác giả tác phẩm chỉ thấy trên face của các bạn thôi, và trên cái trang của hội cũng chưa thấy. Và ví dụ như giải nhì của anh Văn Ngọc Nhuần, tôi tìm ở đâu cũng không ra. Đây tôi lấy ở trên cái trang face của anh Huỳnh Phúc Hậu. Rất tiếc, hy vọng là tôi sẽ bổ sung. Và tôi tìm được ảnh chân dung của tác giả nào thì tôi đưa lên, nhưng mà có nhiều tác giả là đóng face, tôi vô không được. Đây là tác giả Vũ Minh Hiếu, tôi thấy ở trên face và tôi đưa vào. Rất vui được biết các bạn trẻ của tôi. Đây tác giả Nguyễn Vinh Thiện, một tác giả gạo cội của đồng bằng sông Cửu Long, nhưng năm nay cũng chỉ lụm được cái giải ba thôi. Và mời các bạn xem, có nhiều ảnh là anh em giao lưu, nói chung là ăn nhậu thì là nói quá đáng, nhưng mà anh em đồng bằng gặp nhau là bên chén rượu, bên con tôm địa phương, ở bên những hải sản địa phương. Đây là anh Văn Ngọc Nhuần, anh bạn già của tôi. Rất tiếc, tôi gặp không được gặp Bùi Bé Tư. Bùi Bé Tư là một con chim đầu đàn của đồng bằng sông Cửu Long, nhưng không biết tại lý do gì mà anh lại không chơi nữa. Anh Hoàng Thêm, xin lỗi, Hoàng gì ở Cần Thơ mà. Bây giờ bắt đầu cũng hơi nhớ quên quên, thấy mặt thì đặt tên ngay nhưng mà cũng không nhớ hết. Cảm ơn các bạn đã vào nghe xem. Và bạn nào thấy ảnh chân dung mình còn thiếu, hoặc là ảnh giải thưởng mình còn thiếu, xin gửi cho tôi. Tôi sẽ tiếp tục bổ sung cho nó vui. Có dịp anh em mình gặp lại nhau ở trên Facebook, trên YouTube cũng là một cái kỷ niệm vui. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.